Thưa quý vị, thẩm phán liên bang Mỹ Tanya Chutkan đã quyết định phiên tòa xét xử cựu tổng thống Donald Trump liên quan đến cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 của năm 2024. Như vậy là bà Tanya đã bác bỏ đề nghị rời ngày xét xử đến tháng 4 của năm 2026 do nhóm luật sư đại diện cho ông Trump đưa ra. Phát biểu trong một phiên điều trần tại Washington, thẩm phán Chutkan cho biết phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Quyết định của thẩm phán Chutkan có thể ảnh hưởng đến hy vọng quay lại Nhà Trắng của ông Trump do thời điểm xét xử diễn ra một ngày trước, siêu thứ ba, thời điểm Đảng Cộng Hòa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cựu Tổng thống Trump đã phản ứng mạnh về động thái trên, đăng tải trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông Trump cho rằng đây là một âm mưu nhằm cản trở nỗ lực tái tranh cử của ông và ông sẽ kháng nghị. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt cáo buộc hình sự và bị truy tố trong 4 vụ án khác nhau.